Trước trận đấu này, UAE thắng Triều Tiên nên chúng tôi cũng cần phải thắng. Chúng tôi cũng có cơ hội nhưng cuối cùng chỉ có một điểm. Đây là kết quả chấp nhận được. Các cầu thủ của tôi đã cố gắng, chúng tôi kiểm soát bóng và tổ chức tấn công tốt, nhưng chúng tôi không ghi được bàn thắng. Vấn đề là ở thời điểm quyết định, cầu thủ lăn tăn sút hay không, điều đó tôi không thể can thiệp. Rất nguy hiểm. Đó là tình huống bay ra ngoài lỗi của thủ thành. Trong đội chúng tôi có những cầu thủ mới ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nếu chúng tôi thủng lưới sớm, tinh thần của họ sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, chúng tôi cố gắng không để thua trước trong hiệp 1. Sau phút 60, đối thủ mệt, chúng tôi mạnh mẽ tấn công hơn. Trận với Triều Tiên, chúng tôi phải thắng nên sẽ chơi tấn công hơn. Đá từ bên ngoài vòng 16m50 của Hoàng Đức. Rất nguy hiểm. Bóng chắc chắn là sẽ hầu như... Khoảng trống rất hay.